140, 140. Mẹ bắn qua tường ăn phụ tả. Hello. Ê, cảm ơn Kẹp Quỳnh nha. Thu say, thu say. Anh chuẩn gì đấy là đéo gì. Hả? Xem vào Hồng Kông này lạ thế. Không cái gì đấy. Tâm đặt vù va vù vơ. Mà vẫn bắn vào đầu. Ô, mày hay là thằng này cũng hack nhở? Mày reboot nốt cả ngày đi. Reboot nốt cả ngày đi. Ô, cái đéo gì nhở? Tại tâm lúc đéo nào đặt vào tường là gì thế? Ôi anh em nhìn tâm này, ôi nhìn tâm này, ôi anh em nhìn tâm của nó ấy. 100%, bố bị cần phẩm 1000% luôn. Spike down A. Refreshing. One enemy remaining. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ôi đạn. À đèn nữa. Found them. Vào B rồi. Đi. Spike down B. Bắt cả Reyna cheater. Đây. Planting A, planting A. Spike planted. Okay. Nice one. One more, Reyna. Đây, Reyna đây rồi. Oh, nice one. Kém, check kém. Có cap đéo check. One enemy remaining. Take it, take it, take it. Nghe bị scan. Ba luôn. O3 mình, O3 mình. Spike planted. Yo, you can all bro. Cô vào trong sai. Lóp đéo biết. Có khi hai ấy. Ổn tí không? Ổn tí. A few moments later. À ừ nhờ. Nãy thằng nào giạt? Ờ nhờ. Sao nãy thằng Glock? Thằng Glock giạt mà thằng Ray lại bắn chết tôi nhờ. The fuck? Đây đây đây. Vào B rồi. Một shot nữa. Glock đéo biết, À Glock một shot, Còn nó chạy em mid rồi, đang chạy về B rồi. Chạy về Bắc Kít rồi này. Thằng Reyna trong B rồi. Một thằng đặt bom, một thằng đéo biết đấy. Một phải một trái. Ừ, nhìn phải. Refi luôn. Ừ thì nó biết rồi, chẳng refi. Có, sofa. Ôi chứ. Một đấy shot. Đây rồi, anh em có thể bấm ngay nút like và subscribe ở bên dưới đây được không ạ? Nó sẽ giúp ích tôi rất nhiều ạ. Cảm ơn anh em nha. Spike planted. Hộp anh go mà nó bắn quả vãi đái thật. Deploying drone. Reloading. Cái thằng này nó là hack là smurf đó, chắc là smurf. Thế thì thôi. Hai gặp nhau. Reyna bắn căng đấy anh em ạ. Này nó bắn căng đấy. Đây là thằng Reyna đấy. Here.
và bắn căng đấy. Yeah. Headshot đấy, headshot. Headshot nha, tao đéo nhìn được, tao bị smoke. À, tao biết là mày bắn đấy. Bắt luôn súng. Ê son. Đéo tao dính nhỉ. Cứu được à? Mẹ biết tụi tao đéo cứu mày. Má. Con mẹ bắn. One HP chết. One HP chết. Empty. Gì cơ? Chết là cái đéo hacker à? Rồi. Rồi cái này thì anh em không còn phải lo lắng nữa rồi. Bên tự bên đồng đội của nó còn chửi nó hack thì lần này thì 100% thôi. Tôi thì tôi chỉ sợ là có thể nó smurf thôi, nhưng mà đến cả đồng đội của nó cũng bảo nó hack nữa thì cả đồng đội của nó còn chửi nó hack nữa thì hết cứu rồi. Vào đấy, vào tao đéo bắn hộ được mày ấy. Cầm sai, cầm sai à. Giết ở mỗi bên này mẹ. Here. Hai thằng smoke canh Nga thì bắn tí đéo được. Đã Molly chưa? Molly rồi. Thế mà chúng nó vẫn đi qua được hết à? Spike planted. Last player standing. Two side, two side. 120, shot. Xem vào Hồng Kông này lạ hết. Bắn cái gì đấy? Triggered. Tâm đặt vu va vu vơ. Mà vẫn bắn vào đầu. Oh, mày hay là thằng này cũng hack nhở? Mày reboot nốt cả ngày đi. Reboot nốt cả ngày đi. Ok cái đéo gì nhở? That's one. Rồi. Cả Molly. Vào vào vào. Chưa. Cái sờ móc rồi kìa. Đây là sờ móc rồi. Nó hack nhỉ? Thôi. Mình định đi qua, thấy ông ấy khựng lại nhịp. No peeking. One enemy remaining. Spike down mid. Cuối mid. That's one mid. Có thể lên headshot đấy. Đã. Landing A, landing A. Mày không biết bích ngang à? À đây là ví dụ, đây quả smoke không kia. Đây ví dụ đây là rìa quả smoke không không? Mày quay ngang như này. Đấy để lúc sát nút ấy, mày ra cái mày quay ngoắc lên. Nhưng đấy là mày như này à, mày như này này, xong mày đi lên thì nó nhìn thấy súng của mày rồi. Bổ ích, bổ ích. Bố nó chứ. Cầu ấy. Ê, go or not. Ông ơi. Đứng bờ lóc ạ, cay vậy. Cái flank, cái flank. Flank có thế.
Ê, trước mặt. Lẹ luôn. Kênh chat tuy béo nhưng được cái ai cũng FA nhìn. Có khẩu giấy đấy. Rồi, tao không xử. Nhưng mà nó bị không chạy gì. Nhớn. Thôi vậy, Cypher ở đâu nhỉ? Đâu, xem nào. Lại tấm lúc đéo đặt vào tường, dị thất. Ôi, anh em nhìn tâm này, ôi nhìn tâm này, ôi anh em nhìn tâm của nó ấy. 100%, bố bị confirm 1000% luôn. Âm nó dính chặt vào tường luôn. Mẹ, hai thằng hack bắn nhau. Khó thế nhỉ? Nice. Ăn một sofa. À, bác chè chạy bắn đấy, chạy bắn đấy. Mấy sao mấy sao khuyên phim đấy. 30 seconds left. PK. Phá đi. Trời ơi. Bóng Maki đâu? Móc rồi, sao móc rồi? Thằng hack nữa, còn thằng hack nữa. Chăm bùm mưa. Mẹ bắn qua tường ăn phút à? Hello. Ê, cảm ơn Kẹp Quỳnh nha. Em hack đéo gì ui. Thằng Cypher hack bên tôi gáo ấy. Giờ số 3, ôi mẹ. Cuộc chiến của những vị thần. No charges. Last player standing. Ủa ra. Tôi là cái phê của ông ta. Vâng. Móc cái nhà. Smoke's down. My territory, my rules. Thế mà đéo chúng ai hai vậy? Tao sau lưng. Rồi, đang nhìn sót. Xin tí. Spike down mid. Last player standing. Critical hit. À. Ông này cứ để bị. À ông này hack quên. Từ game. Radar nó ra nó nhái nó phát vào đầu à. Con mẹ mày chịu tất đi. Ông hack để bắn nhau à, bắn toàn xuyên tường à, sợ tất. Thôi. Ui, gặp ông đấy thì chịu. Gặp anh ấy thì chịu. Standing. Đêm. À đi. He know you. Huy. Anh chị. Cái he know you way chơi giáo rồi nữa. Ôi ông Cypher này mấy ông toàn bắn nhau xuyên sờm móc thôi. Cái flank, Hey, CT kìa. CT ừ. Đây là bà nó. Nó quăng cầm lục và đóng một súng. Ê, trời game. Nó muốn trời nữa luôn nữa. Yên à, nhỉ tao rồi. Cái da viết đầu ấy. Đầu tìm bừa.
Đâu mẹ hack nó cũng kinh đấy. Mẹ tâm nó dính chặt vào tường nó cũng kinh đấy. Nó cứ bật tắt. Kéo nó không bật tắt đâu, nó bật hẳn mà. Nó bắn ngu thôi. Cái này chịu đi. Cứ chọn sinh hay, tao VPN. Nó hack chuyên, mày cứ thử đi. Mày cứ tự vào custom ấy, mày thử ấy. Hai thật, hai ông hack chơi với nhau à. Mẹ hai thằng L này hack lên tận Immortal 3 rồi. Đầu mình nhìn thấy cái start này thì thật ra thì một thằng sớm up thì nó cũng bán được như này thôi. Khổ nỗi là không ngờ là hai ông hack gặp nhau à, mình chịu thật. Đây anh em, đây là nick của tôi này. Đây là start của tôi mới bắn có 6 trận thôi này. Start của tôi đấy, mới có 6 trận thôi thì tôi nghĩ là ở thằng kia chắc nó có thể nó sớm up thôi. Giống mình sớm up Immortal 3 gì đấy thôi. Mà ai ngờ đâu bố trẻ bật cả hack ạ, hay trường. Mình chưa nhìn đến trận đấy nha. Đây à. À, hai ngày đua với nhau bảo sao nó biết mình ở đâu ạ. Bảo sao cái đoạn mà thằng dẹt là nó check tôi ấy. Thằng đồng đội tôi bảo là mẹ nó biết mày đâu rồi, mày trốn nó mày éo ấy. Hóa ra hai bố đua lại còn báo cho nhau biết nữa thì chịu. Thằng ai này nữa này. Hai bố trẻ hack chơi với nhau ạ. Hack lên Immortal 3 rồi. Này nó leo Raiden để loạn. Thằng cái hack ngu vãi ạ. Hack đéo thì headshot có 25%. Cái hack ngu, hack hơi ngu. Hack này có 18% headshot này, 19% này. Anh em nhìn thằng này tâm nó là tâm nó dính chặt vào đầu nhá. Tâm thằng này là tâm dính chặt vào đầu nhá. Không lệch một tí nào luôn nhá. Lộ nhất là cái quả ở cái đoạn A-Main ấy. Tôi nhìn một phát là tôi biết rồi. Sao hack on-off à? Còn ông này thì lộ hẳn luôn. Ông này thì bắn lộ hẳn luôn. Ông này thì không sợ bố con đằng nào luôn. À, chịu thật.